nằm ở một cái địa lý rất là hiểm trở, rất là khắc nghiệt. Và hàng năm thì người dân ở đây đã chịu đựng cái cơn lũ lụt. Thảm họa ngày hôm nay của năm nay là một phần là do nhân tai, là do nhà máy thủy điện Hố Hô đã xả một lượng nước rất là lớn. Và đứng trước cái thảm họa này thì tất cả mọi người, tất cả chị em, anh chị em nghệ sĩ cũng như là một số anh chị em đại diện một các cơ quan từ thiện và khởi xướng là do chị Mười Dung. Chị đã kêu gọi tất cả mọi người trong vòng một tuần lễ mà chúng ta đã có mặt ở đây rất là đông đủ. Thanh Tâm xin được cảm ơn từng người, từng quý vị ở đây. Và hồi nãy thì anh Mười có nói với anh MC Minh Trí là cảm ơn mọi người đã đến đây ủng hộ. Nhưng mà anh Minh Trí nói là không cần phải cảm ơn, bởi vì đây là cái bổn phận của chúng ta. Và chúng ta đến đây để trong cái tinh thần là tương thân tương trợ và lá lành đùm lá rách. Quang biết là các nhóm thiện nguyện từ trước giờ chưa bao giờ có một sự liên kết với nhau đúng không chị? Thì khi mà liên kết chị có những cái khó khăn và thuận lợi như thế nào chị? Mình cũng rất là thương tâm cho những cái cảnh lụt của miền Trung. Dạ. Nhưng mà trong cái làm việc kỳ này thì Ngọc Hương thấy rất là vui mừng. Dạ. Thứ nhất đây là lần đầu tiên tất cả các nhóm từ thiện tại Toronto đã cùng một lần làm việc với nhau. Công việc thì cũng gặp được là nhiều, rất là nhiều khó khăn. Dạ. Nhưng mà thưa anh, tại vì nhóm của Hương cũng như các anh chị ở đây đã từng làm, thành ra công việc uyển chuyển rất là suôn sẻ thưa anh. Dạ. Bạn bè ở trên Facebook thì cũng khá nhiều. Dạ, bao nhiêu người bạn tất cả? Khoảng 2.000 cơ. Khoảng 2.000. Thì em có share cái clip mà mấy bão lụt miền Trung với hình ảnh đồ á. Dạ. Thì bạn bè được ủng hộ hình như là 2.900, gần 3.000. Tức là chỉ là trên Facebook thôi. Dạ. Mình đưa ra những hình ảnh vậy. Dạ. Đó thì anh em em cũng chia sẻ vậy thôi, rồi ai thấy được thì cứ vô ủng hộ. Dạ. Thì riêng cái nhóm của Cường Kha là gần 2.900.
hiện nay số tiền mà theo chị tổng kết sơ sơ được khoảng bao nhiêu tiền rồi chị? Khoảng 38.000. Quang mới nói chỉ có 20.000 mà. Quang đứng chưa, Quang nói có 20.000 à. 37.000 rồi, 38.000 rồi. 38.000 rồi, chừng mới. Chị cộng lên 38.000 rồi. Như vậy thì thấy là Quang được biết là chị làm thủ quỹ cho nhiều chương trình á. Riêng cái chương trình này chị thấy tốc độ mà tiền lên nó nhanh không chị? Quá nhiều. Nhanh quá chị. Nói nhanh em không tưởng tượng được. Không tưởng tượng nữa. Tôi cùng tất cả anh chị em đứng ra tổ chức cái chương trình cứu trợ gây quỹ miền Trung hôm nay, tôi xin cam kết tất cả những tiền bạc của quý vị đến với chúng tôi sẽ trao về tới Việt Nam. Chúng tôi nhờ các linh mục, các thầy, các sơ, các ni cô sẽ đưa đến tận tay và giúp cho tất cả những đồng bào cần trong cơn bạo lực vừa qua. Và tôi cũng xin thay mặt cho tất cả anh chị em cảm ơn tất cả sự hiện diện của quý vị, và cũng xin Thượng Đế trả công bội hậu cho quý vị.